nếu anh Thư và Hải đang sinh con là tép nhỏ, thì đứa bé phải gọi Trúc Mai là chị gái, hay gọi bằng gì. Còn Trúc Mai sẽ gọi ông Hải là bố chồng hay ông, vì mẹ của Trúc Mai đang gọi bố của Đăng Khoa là bố. Chinsu các cơm Biển Đông mới. Gia đình sẽ phải xưng hô như thế nào nếu Đăng Khoa cưới Trúc Mai và Hải Đăng với anh Thư có con là tép nhỏ? Con quyết định sao rồi? Con sẽ bắt đầu lại với anh Đăng Khoa. Con nghĩ đó là điều mà mẹ muốn con làm. Trúc Mai gọi anh Thư là mẹ, xưng con. Con có tự tin không? Vì con là con gái của mẹ, nên chắc chắn mẹ của Đăng Khoa sẽ ngăn cản tới cùng. Anh Thư về rồi hả? Con chào dì. Con xin phép lên lầu ạ. Ờ khoan đã, hôm nay con đi khám kết quả như thế nào? Bác sĩ nói em bé khỏe chứ? Anh Thư đang gọi Trà My là gì? Xưng con. Em đã biết mẹ em không thể sống hạnh phúc. Vậy thì sao em có thể sống hạnh phúc một mình được? Em không đủ tự tin. Anh thì có. Đây đâu phải là chuyện đúng sai đâu. Cho dù có sai thì anh vẫn lựa chọn em bên cạnh anh. Anh không thể để mất em thêm một lần nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ cố giữ em bên cạnh anh. Tụi mình phải sống thật hạnh phúc. Có như vậy mới không uổng phí sự hy sinh của anh hai và chị Thư. Trúc Mai lại gọi con trai của Trà My là Đăng Khoa bằng anh, xưng em. Em chào chị. Tụi con định qua gặp bố của anh Khoa để xin phép, nên anh muốn tới đây gặp mẹ luôn. Sao chị lại ở đây? Rồi nhà của anh hai mua cho chị thì sao? Nhưng Đăng Khoa lại gọi mẹ của Trúc Mai là anh Thư bằng chị dâu, xưng em chồng. Trúc Mai và mẹ ruột của nó đã lừa gạt hai người con trai và cả gia đình mình. Bây giờ thì mình còn muốn thằng Khoa phải cưới một đứa con gái trơ tráo như cô ta nữa không? Bố nghe con giải thích đã. Trong trường hợp về chung một nhà thì Hải Đăng phải gọi Trúc Mai là em dâu hay con, vì Trúc Mai là con gái của vợ. Và mẹ của Đăng Khoa phải gọi Trúc Mai là con dâu hay cháu. Nếu anh Thư và Hải Đăng sinh con là tép nhỏ, thì đứa bé phải gọi Trúc Mai là chị gái, hay gọi bằng gì. Còn Trúc Mai sẽ gọi ông Hải là bố chồng hay ông, vì mẹ của Trúc Mai đang gọi bố của Đăng Khoa là bố. Bố không cần phải lo đâu à? Hai đứa không hề biết chuyện gì cả, càng không có ý định muốn giấu bố. Là do con bảo hai đứa phải giữ bí mật đấy ạ. Dạ thưa bố, tụi con sẽ đợi đến khi nào bố hiểu hết mọi vấn đề và chấp nhận Trúc Mai. Không bao giờ. Như mẹ con nói đấy, không bao giờ bố chấp nhận chuyện này. Bây giờ thì cô đã nghe rõ rồi đúng không? Nếu như còn lương tâm và một chút tự trọng, lẽ ra cô đã kết thúc sớm như con trai tôi rồi. Cô có biết trên đời này tôi rất ghét loại người giống như cô và mẹ ruột của cô. Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ngây thơ, nhưng thật ra rất tham lam và muốn chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình, bất chấp điều đó có thể sức mẻ đến tình cảm gia đình của người khác. Cô hãy thôi đi làm cho con trai tôi ghét bỏ tôi nữa. Hãy từ bỏ hết tất cả mọi thứ như mẹ của cô đi. Gắn gao tới chỗ ba chồng mày đi. Tôi sẽ thay anh trả thù bà ta. Một mình tôi thôi. Ê! Tôi sẽ mua lại bí mật của anh. Bây giờ anh cũng đâu còn đủ sức để tự nuôi bản thân, có đúng không? Mày có biết là bí mật đó đáng giá tới cỡ nào không? Tôi biết chứ. Bà ta đã sỉ nhục, coi thường tôi bao nhiêu. Bây giờ tôi sẽ trả đủ. Anh hãy để tôi tự lo chuyện này. Còn anh hãy rời khỏi đây đi. Và hãy giữ kín bí mật này đến cuối đời. Mày sẽ trả cao bao nhiêu
muốn bao nhiêu? Nghe cho rõ đây. Bát nước đổ đi thì không thể hốt lại được. Cho dù cô có từ bỏ Đăng Khoa thì tôi cũng không thể nào quay lại với anh Đăng được. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Em đã suy nghĩ về những lời nói của chị anh Thư chưa? Bây giờ em không biết phải làm gì mới đúng. Em đã biết mẹ em không thể sống hạnh phúc. Vậy thì sao em có thể sống hạnh phúc một mình được? Em không đủ tự tin. Anh thì có. Đây đâu phải là chuyện đúng sai đâu. Cho dù có sai thì anh vẫn lựa chọn em bên cạnh anh, còn hơn là không có em. Anh à, tụi mình đã cố gắng hết sức rồi mà. Vì ba mẹ mà tụi mình đã phải chia tay, cố gắng để hẹn hò với người khác. Rồi vì bảo vệ hạnh phúc của anh hai và chị Thư, mình đã quyết định ly hôn. Nhưng rồi thì sao? Trái tim của anh và em vẫn không hề thay đổi. Nói đúng hơn là trải qua những biến cố đó, tình cảm của tụi mình ngày càng sâu đậm hơn nữa. Trúc Mai à, anh không thể để mất em thêm một lần nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ cố giữ em bên cạnh anh. Tụi mình phải sống thật hạnh phúc. Có như vậy mới không uổng phí sự hy sinh của anh hai và chị Thư. Anh sẽ đợi em. Đến khi nào em cảm thấy đủ tự tin,